Đây, chào mọi người nhé. Đây là bộ dành bộ đu dây và dây vòng qua cây cộng với đai dành cho chủ yếu là thợ cưa và thợ đi rừng mà đi theo nhóm ấy, không sợ vác đồ nặng ấy, mà đảm bảo an toàn và làm việc trên cây nhanh chóng ấy, thì các anh sắm bộ này. Thì bộ này sẽ gồm có một cuộn dây 50 mét khóa, cộng khóa hãm đu dây đơn và dây đôi được nhé. Một dây an toàn 3 mét rưỡi, cũng có khóa hãm này, khóa hãm inox. Bộ này tải trọng cao rồi, một đai bán thân. Đai bán thân này làm việc cực độ cao nhé, phần đệm lớn, độ êm ái các anh thao tác trên cây tốt. Đây là các phần thiết kế mới. Thì phần ra ngoài đây, thì phần móc đúc mới này đấy, thì cái phần dây xuống đùi này sẽ luồn trực tiếp vào đây. Cái phần này trơn tru nên là nó sẽ không ảnh hưởng đến dây dù nhiều, thiết kế nó sẽ gọn hơn. Thì cái mẫu đai bán thân này các anh có thể chuyển thành đai eo được. Thì các anh chỉ cần tháo cái này ra này, tháo cái phần đuôi ra là chuyển này thành đai eo được. Tổng thể vẫn có một dải dây chính đu này, phần này tăng giảm cao thấp được, cộng với có một lỗ chờ đây nhé, đây có một lỗ dư chờ đây. Thì cái lỗ này các anh có thể móc thêm một cái khóa D phụ vào đây làm dây phụ thứ hai nhé. Đây, tổng thể bộ.